Xin chào mọi người, ngày hôm nay Hoài Thương sẽ mang đến cho quý khách hàng một sản phẩm giúp chị em phụ nữ mình sẽ chăm sóc gia đình một cách tốt nhất và kèm theo đó lại vô cùng tiết kiệm thời gian. Đó chính là sản phẩm lẩu thang máy công nghệ 4.0. Sản phẩm được thiết kế với nhiều tính năng thông dụng ưu việt. Chỉ với một chiếc nồi thông minh, bạn có thể chế biến được nhiều món như nhúng, lẩu, hấp, nấu cơm. Đặc biệt, với công nghệ 4.0 của chiếc nồi thông minh, chúng ta có thể lựa chọn chức năng nâng hạ thực phẩm, không cần nhúng đũa, bảo toàn số lượng thực phẩm, giữ nguyên dinh dưỡng, giúp thức ăn chín đều không bị mềm nhũn nát, không bị cháy khê đáy nồi.